Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài có tựa đề Đồng hồ báo thức. Các em hãy mở quyển vở bài tập ra, trang số 53. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 ngày hôm nay. Đồng hồ báo thức. Một nhỏ các em sẽ nghe và viết đồng hồ báo thức từ tôi cho đến nhịp phút. Phần này các em sẽ được nghe và viết trực tiếp trên lớp học của các em. Cô sẽ không viết lại bài học này nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Các em sẽ điền tiếng bắt đầu bằng chữ C hoặc là K vào cái chỗ trống. Đây, cô thấy có một bạn nhỏ đang kẻ cái khung vào cái quyển tập. Như vậy, chúng ta sẽ điền vào là âm K. Kẻ khung. Bên đây các bạn đang cắt giấy. Rồi. Ký tên. Ký tên. Cô chuyển xuống câu C. Xin lỗi câu 3, các em sẽ chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào cái chỗ trống. Phần này khá là mới với các em, chúng ta lưu ý ha. Cái ngoặc đơn là ở trong đây nè, các em sẽ chọn cái tiếng trong ngoặc đơn và điền vào đây. Cô có từ 7 nè, 7 và 7. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai từ này điền vào bên đây và bên đây. Đòn 7. Thứ bảy. Các em đi học đó thì trong tuần sẽ có ngày thứ bảy. Rồi. Đàn. Xin lỗi, bầy chim. Trưng bày. Trưng bày. Rồi. Máy cày. Cày hương. Câu B. Các em cũng chọn tiếng trong cái ngoặc đơn này và điền vào bên đây. Cô có tiếng bật và tiếng bật. Bật cửa. Nổi bật. Rồi cô có tiếng bất hoặc là bất. Gió bất. Bất ngờ. Rồi hạng nhất. Nhấc chân. Em xem lại câu số 3. Cái phần dạy bài tập này khá là quen thuộc với chúng ta. Cô chuyển qua số 4. Câu số 4, các em sẽ khoanh tròn các đồ vật giấu trong tranh và các em sẽ viết từ ngữ gọi tên các đồ vật và xếp vào hai nhóm. Các em quan sát bức tranh cho thật kỹ để ta làm câu số 4. Đầu tiên là các em khoanh tròn những cái đồ vật mà giấu trong bức tranh ở đây. Các em dùng bút chì để khoanh, riêng cô dùng bút mực để nó nổi lên ha. Rồi, cô thấy nè, cô có cái nồi. Trên cái bàn nè, cô có cái nồi nè. Rồi. Rồi, cô có cái ly.
cái ly nước nè. Rồi, cô có cái tivi. Tiếp theo nữa, cô có cái lọ hoa. Rồi, cô có cái đồng hồ. Đó. Bây giờ cô sẽ gạch tiếp nữa. Đấy là những cái đồ dùng trong gia đình. Cô gạch tiếp là những cái đồ chơi nè. Cô thấy có nè, con búp bê nè. Rồi, cái quả bóng nữa nè. Con robot nữa nè. Chiếc xe ô tô nè. Đó. Các em quan sát kỹ xem có cái vật nào mà chúng ta chưa có ghi vào không. Phần tiếp theo đó là các em sẽ xếp vào hai cái nhóm. Hai cái nhóm chúng ta đã vừa khoanh lại á, khoanh tròn lại ở bên bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Đồ dùng gia đình thì gồm có những cái gì? Như là cái nồi nấu cơm nè. Thì các em ghi vào là cái nồi. Rồi, cái ly uống nước nè. Cái tivi nè. Tiếp theo nữa là cái lọ hoa nè. Cô thấy có cái đồng hồ. Đây là những cái đồ dùng trong gia đình. Rồi, đồ chơi. Đồ chơi là gồm có, chúng ta đã khoanh rồi, như là con búp bê nè. Ngoài búp bê ra còn có quả bóng nè. Chiếc xe nè, ô tô nè. Rồi, và cuối cùng là con robot nè. Câu số 5, các em sẽ viết câu hỏi và câu trả lời về 1 đến 2 đồ vật tìm được ở bài tập 4. Cô ví dụ như là cái lọ dùng để làm gì? Cái lọ dùng để cắm hoa. Rồi, cái tivi dùng để làm gì? Cái tivi dùng để xem phim. Hoặc là cái nồi cơm dùng để làm gì? Cái nồi dùng để nấu cơm. Chúng ta ghi vào. Cái tivi dùng để làm gì? Chấm hỏi. Các em xuống hàng trả lời. Cái tivi dùng để xem phim. Chấm. Câu số 6. Các em sẽ viết 3 đến 4 câu giới thiệu về chiếc đèn bàn dựa vào hình vẽ và gợi ý. Đó là đồ vật gì? Đồ vật đó có những bộ phận nào? Mỗi bộ phận có đặc điểm gì?
Rồi, đồ vật đó giúp ích gì cho em? Chúng ta sẽ ghi vào. Các em sẽ xem rồi suy nghĩ để viết vào. Rồi các em sẽ giới thiệu về chiếc đèn bàn của em. Chiếc đèn bàn của em. Màu xanh. Màu xanh dương. Rất đẹp. Màu xanh dương chấm. Chiếc đèn của em có phần thân đèn Chiếc đèn có phần thân đèn chân đèn rồi bóng đèn chấm phần chân đèn có hình chú thỏ. Còn nếu mà các em á giới thiệu về phần chân đèn có hình siêu nhân chẳng hạn, có hình chú thỏ rất xinh. Chấm. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhẹ. Ánh sáng màu vàng nhẹ. Dễ chịu, rất dễ chịu. Rất dễ chịu. Khi em ngồi học bài, chấm. Em rất yêu chiếc đèn bàn học của em. Em rất yêu chiếc đèn bàn học của em. Chấm. Các em xem lại câu số 6. Bây giờ cô chuyển tiếp sang câu số 7. Các em sẽ viết vào cái phiếu đọc sách đó, những cái điều mà các em chia sẻ với bạn sau khi các em đọc một truyện về đồ vật hoặc là con vật. Rồi, tên truyện Rùa và Thỏ.
rùa và thỏ. Tên con vật hoặc là cái con vật đó là con rùa và thỏ luôn. Rồi, đặc điểm: rùa thì chạy nhanh, xin lỗi, thỏ thì chạy nhanh, thỏ chạy nhanh, còn rùa thì chạy chậm. Hoạt động đó là chạy đua. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông bên góc tay phải để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.